y. Vậy thì cận y duyên là sự nương nhờ mạnh mẽ mãnh lực dữ dội. Vậy thì đây cận y duyên là sự nương nhờ. Mạnh mẽ mãnh liệt dữ dội hơn y duyên, hơn y chỉ duyên. Vậy vậy thằng này với thằng y chỉ duyên, thằng nào dễ xảy ra, thằng nào khó xảy ra? Thằng cận dễ. Thằng nào dễ xảy ra, thằng nào khó xảy ra? Thằng nào duyên là sẽ nhiều. Thì Upani sẽ giá với thằng này sẽ giá. Thằng nào dễ xảy ra, thằng nào khó xảy ra? Y duyên khó xảy ra. Y duyên khó xảy ra. Dù cận y duyên là sự nhiên giờ một cách mạnh mẽ. Thằng nào dễ xảy ra, thằng nào khó xảy ra? Tôi nghĩ thằng y duyên nó dễ xảy ra hơn thằng cận y duyên. Rồi từ từ để tôi ghi hồi nãy là đi là nói là một cái thằng thằng gì y duyên là khó xảy ra. Y duyên khó khó xảy ra. Tú thì nói ngược lại anh. Y duyên dễ xảy ra hơn thằng cận y duyên xảy ra chút. Nghĩa là y nhiên dễ xảy ra. Y nhiên dễ xảy ra hơn lắm. À, con có thể cái nương mạnh mẽ, mãnh liệt như giỏi hơn là như thế nào? Tức là giống như nãy mới nói, ví dụ như bò, nó không có thân cận, không có gần gũi tôi, nhưng nó vẫn nương dựa tôi. Đó là nissaya, vatsaya. Ví dụ dù, dù cũng nương nhờ tôi nhưng mà dù gần gũi tôi hơn, thì dù là upanissaya. Như vậy thì cái Upanishadya thì nó mạnh liệt hơn, dữ dội hơn là ý chỉ duyên. Nhưng mà cái... nhưng mà người mà hỏi tôi câu này luôn. Không phải, con bị hỏi là... con phải hỏi là cái Nisaya Patsaya nó có thuộc trong thằng Upanishadya Patsaya không? Tại sao nó thuộc vô trong đây thì nó đâu có tách ra. Vậy nó cũng là nương nhờ mà. Ừ, nhưng mà nó nương nhờ khác, nó nương nhờ không có thân cận. Còn thằng này nương nhờ thân cận. Hai cái nó khác nhau chứ. Tôi nghĩ là như thằng nào dễ xảy ra, thằng nào khó xảy ra. Cận y như nó dễ xảy ra hơn. Thằng cận y dễ xảy ra hơn. Tức là thằng y khó xảy ra hơn. Giống đi. Hai hai, dễ chơi. Dũng như chia phê phái vậy. Và kết quả là không có cái nào là lời tư duy. Dù phải tư duy cái thằng nào nó quan trọng, nó dễ xảy ra thì thằng đó được xếp trước. Là thằng y duyên trước. Đúng rồi. Dù thấy nhân duyên là nó quan trọng, nó dễ xảy ra, nó xếp số 1 luôn. Nhớ theo thứ tự của duyên nha, chỉ có Đức Phật ngài mới biết được là thằng nào trước, thằng nào sau thôi. Mình sẽ không thể biết được thằng nào quan trọng hơn thằng nào đâu. Cho nên phải nhớ thứ tự của nó rất là quan trọng. Thằng này dễ xảy ra nè. Tại sao? Tại sao? Nó không ràng buộc điều kiện. Phải ở gần. Đâu cần ở gần đâu, nó vẫn nương nhờ được. Còn Du phải ở gần, Du mới nương nhờ được. Là Du kèm thêm điều kiện là nó khó xảy ra hơn. Ví dụ đâu phải ai cũng có điều kiện, ai cũng có cái sự phù hợp để ở chung với ẩm gì đó. Không ở gần là y duyên, còn ở gần là cận y duyên. Ừ, cận là gần đúng vậy. Thật ra có rất là nhiều người đâu có ở gần không mà vẫn nương nhờ mình. Vẫn nương nhờ mình được. Đó chỉ như vậy đó, là người ta có cái Nisaya. Nisaya mạnh hơn. Nisaya sẽ ra dễ dàng hơn, người Nisaya xếp trước. Rồi, người cái Upanishadya xếp sau. Nhưng hỏi cái mãnh lực duyên nào nó dữ hơn? Mãnh lực của cận. Nó dữ hơn. Nó gần hơn, cho nên nó dữ hơn. Đó, phải nhớ nha, được chị. Giống như chị Cát Phượng từ ở trên Sài Gòn có cái sự thân cận với mình để mà học hỏi này thì chỉ là nương nhờ vào mình. Chính xác, Nisaya. Dạ, thì chỉ duyệt Nisaya và Chaya. Hiểu không? Hiểu ha. Ví dụ con người nương nhờ mãnh liệt vào hơi thở, vào tâm tánh. Thà, ví dụ cái thấy rõ thì nó sát bên luôn, đâu bỏ được đâu. Thì hơi thở vô dùng bỏ được không? Không. Đó, thì cái đó là Upanishadya, cái đó không phải Nisaya. Chứ không phải, ôi, trong mình ở đây mình để hơi thở vô quê đi, nào về thở. Không có.
ha, như vậy là không có tách người ra được, hoặc là thôi phải nằm đúng thở mơ nó thở không được. Nhưng thằng nít xe giá thì có thể, nhưng thằng bán xe giá thì không thể. Bán xe giá nó phải sát bên kè luôn. Rồi upap ni xe giá phải nhớ, cho nên cái mảnh lực của nó rất là dữ, phải rất là cẩn thận. Thói quen tập khí là cận y duyên của con người. Thói quen và tập khí là cận y duyên của con người. Vậy thì hơi thở và ta là nó có mối quan hệ của upanishadya. Rồi tâm tánh và ta nó có upanishadya. Rồi đó là cái thói quen tập khí, thói quen của ta thì nó có cái upanishadya khí. Khí là gì hả? Cũng là thói quen đó, nhưng mà những cái không tốt được kia quá. Ta thì cũng u ba thói quen không tốt mà. Dạ dạ, thói quen tốt thì tốt, có thể không tốt. Khí cũng vậy. Thì thói quen và tập khí luôn, nó đều là u ba nó sẽ giả hết. Thói quen nó khác tập khí không? Không, thói quen nó không khác tập khí, nhưng nó cũng có cái khác của tập khí. Nếu như người ta hiểu tập khí ở một mức độ khác thói quen, mức độ Phật học. Đúng rồi, thì thói quen ta dùng trong nghiệp thế mà, ta đâu có dùng Phật học trong thói quen đâu. Là trong tập khí nó sẽ có những cái chủng tử đó đúng không? Đúng rồi, nếu mà mình hiểu cho bắt truyền á thì nó liên quan tới chủng tử rồi. Kiểu nó áp truyền gì đó? Áp truyền nó chỉ là tập khí thôi. Nó chỉ là cái sử là lộ hoặc, là thằng thúc. Thằng thúc? Ừ. Sự trớt buộc mình cũng biết mà. Thì mấy cái thứ đó nó dính liền với ta, không phải ta nói thôi ta du học ta bỏ tập khí ngoài nha, không có được, nó đi theo ta như bóng như hình vậy đó. Thì đó là upanishadya được không? Ủa mà thánh còn tập khí mà đã thách rồi mà không còn, mà hỏi thách này là phải là nói thánh tứ quả nhẹ chứ mày nói thánh sơ dị tam nha. Sơ dị tam vẫn còn chưa đỏ hết đâu. Đúng rồi, sơ tâm sơ dị tam là vẫn còn, cái gì các mày vẫn còn vô minh mà. Rồi, vậy ok chưa? Ok. Rồi, ví dụ cho nó hiệp thế chút coi. Mọi người lấy 3-4 ví dụ hiệp thế đi. Rồi, vậy thấy có cái sự cận y duyên nha. Yeah, cận y duyên, vậy Du phân biệt được cận y duyên với y duyên luôn. Đó, mà Du dễ, Du nhìn Du biết. Du không biết thì sao? Du không biết cái nào upanishadya, upanishadya thì sao? Không sự ưu tiên. Không sự ưu tiên gì nữa. Không sẽ không có sự... sự phù hợp, đoạn sự đơn giản, sự quán xét vọng mộng. Dù không biết cái nào upanishadya, cái nào nishadya dù không biết, trong khi cái upanishadya nào nó kế bên rất là nguy hiểm, mà nếu không biết không phòng hộ được chết. Rồi nếu dù không biết được cái nào là nishadya thì dù sẽ không biết cách để tạo ra những cái thuận lợi cho những cái người mà nít xe giá vô. Vô hiểu không? Em nói lại cái gì? Tức là những cái người mà nít xe giá vô thì có thể rớt ra rất là dễ. Nít xe giá lại không thân cận. Không có thân cận, cho nên vô phải biết tạo những cái thuận duyên cho người ta để người ta có cái sự duy trì, cái việc học, việc hành, sự liên hệ với vô. Phải quan sát được cái đó. Hiểu không? Chỉ lo tạo cho nissaya, buôn bán nissaya là không tạo cho nissaya đúng không? Nissaya là hiển nhiên rồi, tại vì nissaya là thân cận, là gần gũi. U bán nissaya là cái thân cận rồi, còn hai nissaya là không có thân cận. Đúng rồi. Cho nên nói thằng là nissaya mình phải cần tạo. Đúng rồi. Còn thằng u bán nissaya là đương nhiên phải tạo. Mình đã tạo rồi. Hiểu không? Có cái này rồi mới có được cái kia đúng không? Tức là đã có thằng u bán nissaya rồi. Ngồi dĩ dụ. Dĩ dụ. Cái ví dụ trong đó nó phải có upanishadya, rồi phân biệt với upanishadya luôn hả thầy? Con lấy ví dụ của upanishadya được không? Okay. Ví dụ thì thế nha, ví dụ như là có một cái bà youtuber
mới dạy tiếng Anh trên YouTube. Sau mấy con mới coi con mới coi video của bả. Bả không ở Việt Nam mà ở Tú, Mỹ á. Thì bả mới làm video về những cái chủ đề bả biết, bả đăng lên con coi, con học hỏi được những cái mà bên Mỹ người ta thường xài. Thì cái đó gọi là Misaya, Pasaya. Đúng không? Nó phân biệt với cái người mà người dạy tiếng Anh mà con đang học ở đây. Ví dụ như là thằng Thầy Hoàng. Thì cái đó sẽ là Upanishaya. Giờ tôi muốn cái bà YouTube đó trở thành Upanishaya. Bà YouTube nó sẽ là Upanishaya. Tức là cái này vô đổi lực nha. Nhớ nha. Dù có quyền dùng trí tuệ Đức Phật 3 triệu 3 thời qua được đổi qua. Nhưng mà thầy, cái sự gần gũi cái sự gần gũi đó là bắt buộc phải gần cái người đó hay là chỉ cần có cái mối liên hệ, mối liên kết với nhau rồi. Tại vì là gần gũi. Nisaya, Upanishaya. Gần gũi về thể xác hả? Ta chỉ ghi là gần gũi. Ghi gần gũi về cái gì? Đó, gần gũi cái chi? Ví dụ như thử đi, trên cái ví dụ của ông Lộc luôn. Ví dụ để tạo cho bà ở dạy ở YouTube đó, bà biến thành Upanishaya là đặc biệt là bây giờ mình có kế hoạch học tiếng Anh là mỗi ngày sáng thức dậy điều mở cái kênh YouTube đó lên coi cố định điều đặn mỗi ngày luôn thì nó có trở thành Upanishaya. Thấm rồi. Cái Upanishaya và Nisaya nó phụ thuộc vào mình. Ủa tự nhiên khoảng cách chứ. Không, khoảng cách nữa chứ, nhưng khoảng cách đó không có quan trọng. Tại cái sự gần gũi nó liên quan tới thức ăn của tâm. Nhớ không? Ahara, Chitta, Vijnana đó. Thất thực. Nếu như vô ăn nó hoài thì vô có sự gần gũi liên tục. Tôi nói ví dụ như cái bài YouTuber đó, mà một ngày của vô 24 giờ mà vô dành cho bả đâu hết là 16 giờ rồi. Đây, người này là Upanishaya. Trong khi đó vô nó vô học tiếng Anh trực tiếp ở đây mà vô chỉ dành cho nó có 2 giờ thôi. 2 giờ là vô học trực tiếp gặp cái người giáo viên đó, thì người giáo viên đó là Upanishaya. À, không chỉ có một giờ vẫn thích, phải thời gian mà nhìn gần gũi cái người đó. Đúng rồi, đó, vô hiểu sự gần gũi chưa? Chứ không phải gần gũi là đụng chạm. Mình không phải gần gũi. Hiểu ha? Phải đụng. Cho nên vô hoàn toàn có thể luân chuyển cái này. Tăng cái thời gian tiếp xúc lên. Cái ý niệm á, cái thời gian này nó đưa đến cái ý niệm. Tức là cái ý niệm duy trì có liên tục hay không. Đó. Thì nó sẽ có sự đưa vô liên tục. Cho cái mức độ của nó đó. Ok. Mày khác không? Ví dụ cái nhóm đồng hành đi. Giờ đồng hành bậc thượng, giờ đồng hành bậc hạ. Một cái bậc thượng luôn ba đế sĩ giá, bậc hạ đế sĩ giá. Biết duyên liền xài duyên cho nhóm đồng hành là ghê chưa? Nhưng dù đế sĩ giá nó đọc là tôi đi xa ra. Dù đi ra nghe. Nếu mà xét trên cái thang không phải mới chia thì là bậc thượng sẽ đọc 23-25 giờ trên tuần, trong khi thời gian của bậc hạ chỉ đọc 7 tiếng rưỡi trên tuần. Dù thấy rõ ràng này chưa, khác biệt không? Wow. Khác chứ. Khi mà dù có ưu bán cái giá là sao mà dù trực tiếp vào dù luôn. Nó gần gũi, thân cận. Vậy nó dễ lắm, áp vô rồi sống sao nhìn dễ lắm. À giống như việc học của mình cũng được. Ví dụ như con dành thời gian học Phật Pháp mười được. Mấy tiếng trên tuần, một thời gian học ấy. Nó dễ thì Pháp chứ thì bán nó xây dạng. Đúng rồi, học ở trường chỉ có 2-3 tiếng thôi. Có lẽ từng xa được. Cái học ở trường Pháp chắc là cũng bán nó xây dạng. Không, cái đó là do tác ý. Vậy tôi không có gờ ra, tôi luôn cũng bán nó xây dạng với Pháp. Cái đó là do du, cái đó là do du, không phải do cảnh. Du phải bắt thành ngã. Như ví dụ như lúc con còn nhỏ đi, con ở với ngoại thì cái thời gian mà con đi học chỉ có vài tiếng thôi, còn hết cái thời gian còn lại thì con chỉ ở với ngoại thôi. Thì ngoại lúc đó là Upanishaya.
Nhưng mà nếu như con luôn luôn là thật sự tiếp xúc như vậy thôi, chỉ có tiếp xúc ok rồi. Và chỉ có tương tác trong đó thôi, không phải là tiếp xúc như ngày này mà đầu nghĩ đâu đâu, không có, lúc còn nhỏ mà sao nghĩ đâu đâu được. Đó là tôi ví dụ cho quý vị là gần gũi về địa lý, về không gian, nhưng chưa chắc là u bánh sẽ giảm không, chưa hiểu không, được cái sự ví dụ đứng sống chung một nhà chưa chắc là u bánh sẽ giảm. Đúng rồi, chung chung một nhà khi nó chưa biết sẽ giá rồi. Nhưng mà khi mà con lớn lên nè, thời điểm hiện tại nè, con thời gian ngồi ở nhà ít hơn, cái thời gian con thân cận họ ít hơn, cái việc mà mình cần giúp đỡ thì giúp đỡ thôi, mình không có nhiều hơn cái điều đó nữa, thì giờ chỉ là nó sẽ giá thôi. Anh thì cái này nó có xét cái sự tác động ảnh hưởng không? Sự tác động sẽ ảnh hưởng. Nó có xét cái yếu tố đó không? Ví dụ như là khi mà mình ở chung nhà với cái người đó mà mình không có nói chuyện chung người đó, không có gặp mặt, nói chung là chỉ ở chung không gian là trong nhà, nhưng mà cái thời gian như mà không có cái sự tương tác qua lại thì chứ như vậy thì người đó cũng chỉ được gọi là Nisaya chứ không phải là Upanisaya. Đúng rồi, cũng được không? Nhưng mà có sự nhờ, ví dụ như những con người ở đây đi, tại vì ngày nào mình cũng vô đây mình cũng gặp mặt, mình cũng nhưng mức độ khác nhau. Ví dụ có gọi là Nisaya hay là Upanisaya thì cái mức độ thân cận với người đó, tại vì ngày nào cũng gặp mặt chứ. Nhưng mà tôi khuyến khích quý vị đó là bánh nó xây giá như Pháp, sống trong Pháp, người nào trong chị hết duy trì cái trạng thái đó, làm cái gì mà cái này là cái chi, tôi biết rõ cho dù nó là thiện hay là bất thiện, nó vô ký, dù cũng phải biết nó là cái chi, rồi cái điều đó nó tạo thành thói quen, nó rất lợi lắm khi mà vô tập thiền sau này, chánh niệm thiền mình xác cho nên tập từ 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 cái thói quen đó mình biết cái gì nó đang diễn ra. Anh ví dụ nữa không? Cô Tú ơi, ví dụ đi cô. Thầy này vô lúc nào, vô nếu mà cái người của mình này lúc nào cũng thân cận với cái đối tượng A đó, nhưng mà đầu của mình thì nghĩ đến đối tượng C. Như vậy thì mình đang bán bán C với C. Còn cái đối tượng đây thì không có gì hết. Quý vị là cái thằng ý nó quyết định hết đó thầy. Ý dẫn đầu các pháp. Thấy cái đầu mình lúc nào cũng nghĩ tới hình xe. Nó có, nó, nhưng mà mình đâu có, ví dụ như mình không có những cái hành động thực tế dành cho hình xe thì đâu gọi là ôn bá nó sẽ giá hả? Đâu có, hành động nó sẽ phát sinh sau khi mình có ý nghĩ. Mình nghĩ trước hả? Mình nghĩ là nó có nghiệp rồi. Thầy có hỏi, ví dụ mình nghĩ tới hình xe đi, nhưng mà vậy là ôn bá nó sẽ giá một chiều. Từ từ. Ô bánh nó sẽ một chiều, trong có hai chiều đó. Ô bánh nó sẽ giá đó, nó sẽ gây vô. Nó sẽ gây cái người kia thì đâu có xảy ra cái chúng sanh nào. Cái này sẽ gây trên cái tâm đó, chứ không phải cái tâm kia. Ví dụ yêu ăn nè, ví dụ hai đứa à, hai đứa nó yêu nhau, A nó yêu B. A nó yêu B. Rồi, vậy thì A, B mình xem là toàn ô bánh nó sẽ giá hết. Lúc nào nghe cũng nghĩ tình B là anh B. Nó cũng nghĩ, được ai nghĩ tình C. Ngủ nó cũng nghĩ, đi mà chơi nó cũng nghĩ, học nó cũng nghĩ. Mặc dù nó đâu gần nhau. Nhưng lúc nào nó cũng là Upanisaya. Upanisaya là dính mắt không? Nó là một điều kiện để tạo ra sự dính mắt. Nhưng mà nó cũng là một điều kiện tạo ra sự thăng tiến. Cái sầm tiếng hay dính mắt là do Mình tiếng cái tâm của Du khởi lên lúc đó là tâm gì? Nó quyết định. Nếu dịch cái tâm của Du là cái tâm mà đại thiện dục giới tịnh hảo, là tâm nó tốt tốt. Du nghĩ ví dụ người mẹ nghĩ về người con làm sao để nó đoạn đi cái tánh nó lo, nó dối. Người mẹ thì mọi cách để làm sao cho con mình không có gớt vào trong cái tánh nó dối như vậy. Ăn người mẹ cũng nghĩ, ngủ người mẹ cũng nghĩ, đi chơi người mẹ cũng nghĩ, đi hầu người mẹ cũng nghĩ, người mẹ cũng bác sĩ. Cái đó là tốt, nó đâu có dính mắt. Cũng như thế, ví dụ như trường tôi nói dù lúc nào dù cũng nghĩ là sao để mình có thể bố thí được pháp, nó thuộc thắng sao mà mình nên nói cho ta có ích lợi. Cứ nghĩ về cái điều đó, nó trở thành cái Upanisaya của dù. Chỉ cái Upanisaya đó nó sẽ trợ cho dù có được cái thành tự, có được cái kết quả là dù có thể nói pháp cho người ta một cách nó lưu loát và thành thục, rất là quan trọng của bánh xì giá.
quan trọng lắm. Mà khi mà cái quá nó sẽ giá đó, nó sẽ trợ làm cho cái đối tượng A biến rõ. Ví dụ như A U3 nít sẽ giá B. A U3 nít sẽ giá B. A này nó sẽ được biến đổi thành AB. Nít sẽ giá thôi đã biến đổi rồi. Biến đổi cái gì này? Biến đổi đặc điểm của nó để nó tương đồng với B. Sẽ có lây nhiễm mà. Đúng rồi, nó y hệt như vậy đó. Ví dụ du thân cận tôi thì du sẽ dần dần quen với những nét tính cách của tôi. Du thân cận với người khác, dần dần du sẽ quen với những nét tính cách của người khác, từ thói quen, hành động, lời nói, ý niệm. Cho nên người ta mới nói là lừa bạn mà chơi. Upanishaya gần bất thiện cái gì tức tức là du gần thiện thì du thiện nhẹ nhàng dần, du gần bất thiện thì bất thiện nhẹ nhàng gần mật thi. Nhưng mà không, nhưng mà xét trên cái góc độ này thì một kỳ đen gần liền xét thì nó đúng. Xét xét góc độ này thì nó du nói gì được, nhưng mà nếu mà xét góc độ khái quát thì nói như bên này đúng. Mật thì biết mật đen thì biết đen nó xét quan trọng là cái trí tuệ. Đúng, chính xác. Dùng trí tuệ Đức Phật. Trí tuệ Đức Phật. Thôi, nói gì cũng quên trí tuệ Đức Phật. Vì sao? Cái gì nó không phải của tôi học, tôi biết, tôi xài. Ví dụ nha, mình có một cái đối tượng là Upanishaya rất là thân cận, rất là gần gũi rồi. Nhưng mà mình muốn chuyển cái người đó sang Nishaya, mình không muốn thân cận nữa. Ủa chị đừng có nghĩ đó, ăn đừng nghĩ nó, chơi đừng nghĩ nó, ngủ đừng nghĩ nó, học đừng nghĩ nó. Gắt cái xúc luôn nè. Sắc xúc. Xúc thì nó dẫn tới một cái lèo sao? Xúc thì sẽ duyên cho họ sẽ duyên cho ái đó rồi cấm mà ái là đi kèm thủ hữu đó. Vậy ta hãy tôn trọng. Vậy thì mình là phải đó, làm sao đó phải có trí tuệ để Upanishaya ok, không ok Nishaya qua lại mình chỉ nhớ là mình không nên hỏi câu hỏi là đâu hay không nên có quá nhiều ưu bánh gì đó do phần, mình nha, yeah, do mình hết chứ trí tuệ có hay không có, không có trí tuệ nghiệp nó quật nghiệp nó quật mình khổ chẳng nghiệp. Tại vì trong cái quá trình đồng hành mình cũng dễ bị rơi vào cái ưu bánh xì giá đó, cái đối tượng đó mình cứ nghĩ tới đối tượng đó, mình muốn làm nghĩ, sao làm cái đối tượng đó, làm cũng nghĩ, thiệt là tai hại. Như cô Túi làm cho anh Hào đừng nhắc nữa. Đừng nói nữa. Giờ nó chuyển thành Upanishaya rồi. Đó, chuyển. Tức là ok, dù Upanishaya, dù thấy là dù có thể Upanishaya được cho cái đối tượng này, thì cái đối tượng này có thể có sự thăng tiến. Và cái Upanishaya của dù á, nó là cái bộ thi. Đâu, cái điều này nó rất là cần thiết. Nhưng mà khi cái đối tượng B này đó, nó có những cái thâm mát khác. Còn ba bác sĩ giá khác nó xem vô thì không được, vô không còn bán nó sẽ giá nữa. Rồi mà nó không còn bán nó sẽ giá, nó sẽ vô diễn cho nó sẽ giá. Ủa sao vậy thầy? Vô phải mạnh hơn, vô phải làm cho cái điều nó dễ xảy ra hơn. Cái ủ bán nó sẽ giá đứng trước mình không bán, đương nhiên nó phải dễ xảy ra hơn chứ. Trời đúng rồi, nhưng mà thằng này khi mà nó xảy ra rồi nó ảnh hưởng thằng này. Mà ảnh hưởng nó câu sao ảnh hưởng thằng này, cho nên nếu vô sử dụng thằng này thì thằng này nó bị biến đổi rồi. Nếu như bình thường nó làm như thế này sao phản ứng xảy ra, nhưng mà bỏ thêm xúc xúc tác vô nó khác rồi. Mình bỏ các xúc tác vô thì phải bỏ xúc tác vô lại. Đó, vậy đó, giờ là miss xảy ra. Gặp là quá học. Nhưng mà thầy, nếu như mà cái thằng thân máy này nó ảnh hưởng đến thằng Upanishaya, mà cái nếu như mà muốn cái thằng này nó mạnh hơn thì mình phải xét xem là mình cái yếu tố mình tác động vô nó có đủ quan trọng không. Nó tác động lên thằng này, nó làm cho cái thằng này bị phân ly nè. Upanishaya. Yeah. Nó làm cho thằng này phân ly nè. Cầm má nó vô nè. Nó làm thằng này phân ly. Thằng này phân ly thì không thấy nó còn này nữa, gốc này là gốc liên kết yếu. Kém bền. Cho nên là chỉ còn chuyện này. Đây, ngày xưa nó có con có cô Upanishaya nghiệp duyên tới đoạn liền giữa Upanishaya giúp trí tuệ Đức Phật. Nhìn thấy rõ vậy, mà khi vô thấy rõ như vậy bằng trí tuệ,
lộn mát, luôn luôn có sự bình an ở trong cái tâm của mình đó, quan trọng đó, là hiểu như vậy đó. Ví dụ mình vậy mình phải rõ biết là ai là Upanishaya để mình phòng hộ, mình sợ mình phải nãy mới nói rồi, có biết Upanishaya để phòng hộ mà biết nó sẽ giá để hỗ trợ phòng hộ là còn sẽ còn không có chính mắt nữa. Ừ, đó là phòng hộ đi chi chứ nhất niệm duyên nè, phòng hộ nè, cái này nó sẽ ra là không còn Upas nữa nè, thì né lại bằng cách nào nếu như vẫn còn một Upas, né này sao không né được lần này. Nếu như nó là chiếc xe giá mình hỗ trợ nó để nó được tiến lên Upas hả? Hả? Tức là thằng này cái nghiệp duyên nó đã cản trở cái điều này rồi. Thì như vậy từ cái thằng mà Nisaya mà bây giờ muốn gắn chi phí đạo phù bá vô thì nó cũng phải có cái nghiệp duyên khác. Thì mình phải hỗ trợ để cho cái đó nó phải lên được. Không, tùy Du. Du thấy là giờ Du hỗ trợ để cho nó Upas Nisaya hay Du hỗ trợ nó để nó thăng tiến? Thăng tiến chứ. Thì Du hỗ trợ nó để thăng tiến thì Du đâu phải có cái tác ý là mong muốn là Du hỗ trợ để nó Upas Nisaya. Là thăng tiến. Là từng nào mà cái duyên nó đủ, nghiệp nó đủ, thì nó Upas. Tự nhiên nó Upas. Còn cái chuyện ví dụ như mình nè, cái chỗ đó cũng là cái để nói đó mà dính mắt đó, chết đó. Là từ Nisaya mà chuyển sang Upas Nisaya cũng không phải. Du muốn chuyển từ Nisaya qua Upas Nisaya, có đó Du chết à, đó là Du dính á. Mà là chi? Mà là chi? Upas Nisaya nó không thể phát triển thành tiên và tu tiến xa được. Dù phải xài một cái duyên khác Upas Nisaya để cho nó thành tiên xa được. Chứ mà không phải cái định của Du là Du chuyển từ Nisaya qua Upas Nisaya. Du chuyển cái đó là Du chết. Hiểu không? Quán sát như Phật tham ưu ở đời. Anh có thể hiểu như vậy không? Nisaya với hoặc là với Upanisaya là cái cách thức mà người ta làm, nhưng mà cái quan trọng là cái mục đích của hai cái đó là cái gì, muốn đến cái gì bất thường. Đúng, chính xác. Cái đó nó quan trọng lắm đó. Cho nên đó, đó là cái số đầu tiên thì tôi văn chỉ. Dù đó, dù ok Upanisaya dù đi với cái hệ tú nào thì cái là bất tiện, tại dù mới thấy được hệ tú nó quan trọng, cái đầu cũng có nói hệ tú quan trọng hay tú tôi là ưu tú à. Con quỷ gì tú ưu tú với bê tú nha. Dạ ok. Cô là con bê tú ưu tú. Chán là quỷ thời tiết. Đó, giờ là đây vô thấy vô học vô nên là vô thấy nó nhiều rồi. Học như chi, đoạn nghi. Hồ không biết ta người đó có dính không? Ta người đó gì có dính không? Chết liền nghĩ ơi. Học, tuệ văn, đoạn nghi. Không thì tú ba chê giá để đương nhờ ưu tú nisse giá ưu tú gì ưu ba nisse giá để ưu tú bị dính ưu tú rồi nó như thế chứ. Đúng rồi thầy ơi à. Nó như xét ở góc độ hiệp thế đi thôi, siêu thế luôn thì như thế nào mới là sự thăng tiến? Như thế nào là sự thăng tiến? Trả lời kìa, vì những con người đang đi trên con đường thăng tiến. Bây giờ em đang hỏi như thế nào là thăng tiến, trả lời nghe cho đặng coi. Mời hôm nay liếc vì cái gì đó mà tôi hỏi nhiều người như vậy có nghĩa là nó nhiều phương án và nhiều cách trả lời khác nhau. Đúng rồi, nó hợp lý không hợp lý. Mở ra cho đó chứ đừng có sợ. Khổ quá. Thầy cứ nhìn người, thấy người này trả lời sao? Dạ. Thầy người này trả lời sao? Thầy có lên. Cho thầy là học bao lâu không có miếng thằng tiếng. Cho thầy thằng tiếng là sự thực tập giữa mình. Thứ nhất là để mình
giảm những cái điều ác, điều xấu, cái điều bất thiện xuống. Cái đó là những cái điều mà mình đã có. Còn những cái điều xấu, những điều thiện nào mà mình chưa có thì đừng làm cho nó khởi lên. Bất thiện á, chưa có thì đừng làm cho nó khởi lên. Còn những cái điều nào mà tốt đẹp mà mình chưa có thì mình chỉ hỏi mình có những điều tốt đẹp. Còn những điều nào tốt đẹp mà mình đã có rồi mà làm cho nó phát triển lên. Okay, đúng. Với chân cầm gọi là thằng tiền. Tốt. Sửa mình như mới. Sửa những cái thứ bất thiện của mình đã có nè. Gieo cho mình những cái hạt giống nó tốt, nó thiện này. Đó. Thì rồi, đó gọi là thằng tiến, đúng. Thằng tiến à. Là cái sự đi lên, cái sự tuần tự bước đi trên cái con đường thân, cái con đường mình đã vạch sẵn, mà cái đích đến cuối cùng là cái sự giác ngộ của tối hậu. Đi sao? Đi theo nhiều cách. Ví dụ như là cách con đi giống như cách của cô Tú á, là sửa mình, nhìn lại, rèn luyện, chuyển hóa. Sửa một chút một. Rồi, ok, đúng. Nói nhiều cái cách để trả lời cho câu hỏi thế nào là thằng tiến lắm. Rất nhiều luôn, tại vì sao vậy? 84.000 pháp uổng của Đức Phật chứ lại toàn là đi hướng thì sang tiếng hơn rồi. Đó, nếu mà vô trả lời là tới nhiêu nữa đó. Ví dụ khác, dù trả lời cái cách này cũng được. Thế này được gọi là thăng tiến. Là đầu tiên chúng ta sẽ phải giữ những cái điều học của mình cho nó có sự lợi lạc giới. Sau đó chúng ta sẽ giữ được cho cái tâm của chúng ta không tán loạn trước tất cả những cái sự cám dỗ bên ngoài. Định. Sau đó chúng ta sẽ cố gắng học hỏi để phát triển về trí tuệ. Tuệ đó gọi là thăng tiến. Là mình phải học, mình học có nhiều cái tri thức đó, tiếp thu rồi văn sau khi học xong mới quay trở lại dùng cái kiến thức của mình để thực hành. Sau khi thực hành xong thì mình suy ngẫm với những điều mình đã làm, đã rút ra nhiều kinh nghiệm văn tư tu thì nó cũng là sự thăng tiến. Dù trả lời cái nào trong pháp của Đức Phật cũng là sự thăng tiến hết đó. Cho nên cái chuyện thăng tiến á là cái từ hiện thế, từ siêu thế là tu tiến đó. Bhavana là tu tiến. Ví dụ khác trả lời như thế này, đầu tiên chúng ta sẽ đoạn giảm. Sau đó khởi tâm, sau đó đối trị, hướng thượng, giải thoát. Đó rồi là thành tiên. Giỏi không ơi. Hay hỏi cái này, mình có nên đoạn giảm những cái phước thiện không? Tại vì con không phải nghe con nói là con có cái suy nghĩ của con, tức là tại vì con lúc trước con có nghe là còn phước là còn luân hồi, vì mình muốn cắt đứt cái dòng luân hồi đó. Đoạn hết thiện nhưng làm bất thiện. Không phải đoạn bất thiện luôn. Đoạn từ tức là du giảm bất thiện, du hành thiện. Chi vì thiện là nó đưa đến giải thoát, bất thiện không đưa đến giải thoát. Mà du đoạn mẹ cái thiện luôn rồi thì sao du đến giải thoát? Ủa đây sao nó còn ví dụ du giữ giới thì du bất thiện hay du thiện? Du bây giờ du không muốn thiện thì nghĩ du giới xong rồi du hứa du ác chơi sẽ giải thoát luôn. Rồi sao du thoát? Thoát đường nào ta? Du hiểu không? Thúc gì thiện nó vẫn còn luân hồi, mà nó luân hồi từ cái giai đoạn du hành thiện đó cho tới khi giúp giác ngộ. Còn bất thiện nó vẫn luân hồi, nó luân hồi ngược trở lại đi du đi về quá khứ vốn chỉ chạnh lòng. Hai cái nó khác nhau rồi, sao mà lớn bù lum rồi. Vậy thì phải năng làm thiện, đoạn trừ bất thiện. Thiện là làm, bất thiện là né không làm. Trong khi đó luôn luôn nhớ tới cái con đường đi đến cuối cùng của mình, phải có sự kiên định và làm mặt như vậy, nhẫn nại như vậy đó. Hiểu chưa? Hay có một giai đoạn nào đó mình sẽ chuyển từ làm việc thiện sang làm việc mà làm không tốt á, không còn nghề gì nữa. Nhập dòng thất lai, nhập dòng sơ đạo sơ quả. Đó là vô được rồi đó. Cái đó sẽ tâm tối rồi. Giờ chưa tối đâu. Nên thiện đi em. Giờ phải thiện. Chứ em mà đoạn thiện chị cũng nhắc tới gần. Hỏi thôi. Hỏi cho có sự hiểu biết. Rồi còn cái gì nữa không? Hỏi cái gì nữa? Cái gì suy nghĩ đi.
Tôi cũng nghĩ là Du còn hỏi cái gì đó đó trước khi qua cảm ơn. Suy nghĩ hỏi có cái trường hợp nào mà mình nít xe giá nhưng mà mình nghĩ là mình úp bá nít xe giá không? Mình không rõ biết hả? Mình không có biết, không có chiếc tay Đức Phật. Không có chiếc tay Đức Phật cái mốt. Ví dụ như cái người á, ăn cũng nghĩ tới nó, uống cũng nghĩ tới nó, đi tàn nghĩ tới nó, nên mình nói thôi trời ơi, người này tôi không có quan tâm gì đâu, trời ơi, người này tôi đâu có quan tâm, hỏi nó gì đi tôi nói hết cho nghe. Được không? Hiểu không? Hiểu không? Biết rồi. Nó vui. Không được lựa chọn chính mình đó, đó nó quan trọng dữ lắm. Nhưng mà đó, dù nhớ dù có được một cái quyền đấy, dù có trí tuệ Đức Phật đấy, dù chuyển hóa được. Nếu như có cái người á, người vợ thương cái người chồng, thương người chồng lắm, bây giờ ly dị bởi vì cái người chồng ép ôm dịch hột thần quá trời, không có sống chung được, nhưng người vợ vẫn cứ ôm ấp một cái niềm nhớ mong như vậy. Ăn cũng nhớ, ngủ cũng nhớ, đi làm cũng nhớ, rất là muốn ao ước được quay trở lại với người chồng. Thì người vợ đó cho dù đi thân ly dị với người chồng thì vẫn là u bán xảy ra. Cái tâm của người ta luôn hướng về cái người đó, luôn luôn tìm tàu thứ hỏi ra đi, khỏi cái gì cũng biết chân, đâu cũng biết chân, cứ ai cũng biết chân, dù con biết hết u bán xảy ra mà không biết. Nhưng mà mình ngu chứ gì? Đó, mình ngu. Bây giờ mình hoàn toàn có thể mình chuyển từ u bán xảy ra sang xảy ra thôi. Như vậy, Du thấy mình tắt ý tâm mình sao để mình chuyển ha? Chứ là Du thấy cái người đó là cái người đó vẫn có thể phát triển được, và Du vẫn còn cái mong muốn là làm sao để hỗ trợ cho cái người chồng đó có sự phát triển được. Thì như vậy, ngoài cái thời gian mà Du dành cho con cái, cho công việc ra cái nọ, thì khi mà Du khởi lên cái tắt ý về cái người đó, Du làm được cái gì Du làm xong luôn nha. Xả đi, không giữ. Giữ đâu bán xe này. Nó u bá hoài, nó u bá hoài, nó u bá. Nhưng mà ví dụ như mình chỉ nghĩ về cái đối tượng đó thôi thì mình đâu có không. Nương vào gì nghĩ được cái đối tượng đó đâu. Nghĩ, mà nếu mà Du chỉ nghĩ thoát qua thôi thì nó đâu phải u bá xe nữa. Du nghĩ trong cái việc ăn, Du cũng nghĩ uống, Du cũng nghĩ ở, Du cũng nghĩ đã cái gì, Du cũng nghĩ hết. Đã u bá xe rồi. Mà những cái người như vậy thời Du sẽ bắt buộc Du phải chuyển từ cái ý niệm thành cái ngôn ngữ và cái hành động. Mà Du không hay biết, Du phải xác nhận với chính mình rằng cái đó Upanishadya đó, và mình có cần Upanishadya như vậy hay không. Cái duyên này nên được chuyển thành cái chi. Mà để cái đó được, ta nên Upanishadya cái người đó để có sự thân tiến, bởi vì ta thấy được có nhiều cái điểm mà nó tương đồng, mà có hệ ổn tương nhau nhá, mình nhắm giá đó. Thì lúc này đó mình ok. Và làm điều đó trong cái sự hiểu biết như thiệt là cần phải làm điều đó. Thì lúc nào mình hiểu biết, cho nên mình có phòng hộ. Còn khi mình không có hiểu biết, mình không có phòng hộ. Yeah. Nhưng mà khi mà mình hiểu biết rồi, mình thấy hai người mà đi chung với nhau là nó câu sanh lên các pháp bất thiện. Khi mà nó câu sanh lên các pháp bất thiện, vậy thì ok, nên sẽ giá thôi. Bây giờ không một ba nữa. Lâu lâu giúp thời đưa ra chu kỳ. Ví dụ như 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 1 năm. Nhắn chịu lắm. Ví dụ như đưa ra chu kỳ 1 giờ 1 lần. Đúng, nếu như á, ngày 21 lần. Nếu như á, mà là Du dính mắt theo cái kiểu là dính sắc rạc á, tức là 24/54, thì bây giờ Du chuyển ra là cách giờ được. Du từ từ. Còn nếu giờ đâu dính sắc rạc đâu. Còn nếu không dính sắc rạc thì đi dấu.
cái quan trọng vẫn là cái ý dùng là sao mà thôi, nó quyết định. Hãy thật là cẩn thận. Trong ba cái cẩn y duyên sau đây đó, chỉ có cái cẩn y là phải thật là cẩn thận. Nó sẽ là cảnh cận y, ô gián cận y và thường cận y. Cảnh cận y là cái chi? Cũng giống như cảnh trưởng. Cảnh trưởng nhớ không? Nhớ. Cảnh cận y nó tương ứng như là cảnh trưởng duyên. Nó tương ứng như cảnh trưởng duyên, nhưng mà nó có khác tí. Có khác tí xíu hình này có nói tới. Nó khác tí là khác cái gì? Cảnh trưởng đến một lần đi. Cảnh cận y tới hoài luôn, tới hoài đó, nó vậy đó. Cảnh cận y nó tới hoài hay là nó tới mà nó ở đó hoài này hả? Nó đâu có ở đó được, nó phải hoài còn nó quay trở đi trở lại. Ừ, nó trở đi trở lại đúng rồi đó. Nó khác rồi. Vô giác cận y tức là sự nương nhờ không gián đoạn, vô giác mà học gọi vô gián duyên thôi. Vô gián duyên gọi đẳng vô gián duyên không, không giúp đâu, không không dựng giúp vậy là vô gián cận y. Nhưng sự không dựng giúp này á, nó không có mạnh liệt, nó không có mạnh mẽ như là đẳng duyên, như là thường còn cận y là liên tục luôn á. Thường mà cái đó là cái nguy hiểm nhất trong mắt được. Thường là cái gì? Thường cứ hoài kéo dài mãi. Thường là chi? Thường là chỉ là con đang liên tục dài. Liên tục không có sự gián đoạn. Dù thấy thường khác vô thường không? Khác. Vô thường là sự biến đổi. Mà cái duyên này cái không đổi luôn, không đổi luôn. Trời ơi. Đó là thường này. Không sao có thể. Mình có thể hiểu cái thường cận y này là đẳng vô gián cận y không? Đẳng vô gián cận y duyên là hầu hết Đức Phật không có nói cái đó, nhưng mà mình nếu mà mình muốn si thì mình si thôi. Si sai thì mình hiểu. Cho cái ví dụ nào ngoài đời mà thường cận? Thường cận là nương nhờ thường xuyên và mãnh liệt. Thường xuyên và mãnh liệt thì nó là thường cận. Tôi nói ví dụ như trong bốn người, ví dụ như cô Tú nương nhờ nơi trung tâm thì không phải là thường cận mà là vô gián cận. Tại vì yếu tố về đi qua. Nhưng mà đi là thường cận. Thường cận. Ở luôn. Ở luôn. Hoài. Đó. Ủa. Gọi là thường cận ở trung tâm. Nó cũng gì đâu, mình đi mới đi chứ đâu phải là ở hoài mãi mãi đâu. Nhưng mà ta đang xét tại hiện tại này. Cái sự thông cận, cái sự liên tục. Đúng thì thầy đi cứ ở đây suốt, đâu có nhúc nhích đâu. Còn cái việc mà ví dụ ở gia đình thầy cũng có nhà đi, nhưng mà có cái gì đó thầy mới về. Có nghĩa là nơi đó vẫn là nơi phụ thôi. Thầy có nhà thì không ở, thầy ở đây. Cũng nhiều khi thầy đi ngoài thầy mua cơm, thầy cũng rời đi rồi. Nhưng mà cũng gì. Nhưng mà vậy đấy mà. Đó thì nó sẽ coi là vui giác. Đúng rồi, vui giác rồi. Đúng rồi, nó vui giác mà nó quay về liên thông cận. Tại nó tập tành duyên cái tiếp diễn liên tục. Ủa cái duyên liên tục mà nó có duyên tiếp đâu. Thì cái này nó theo cấp bậc từ thấp đến cao thôi. Đúng rồi, từ thấp đến cao đó. Thường cận là cái duyên. Rồi cho nó ví dụ về cái vô gián. Ví dụ như tôi nói các bạn nương nhờ tôi là nương nhờ vô gián liên tục không gián đoạn. Mà tôi nói ví dụ lập mà nó nương nhờ tôi nhưng nhờ thường cận thì nó lại khác. Vậy thì vô gián là thường cận là khác. Ví dụ cho nó các bạn làm sai điều gì tôi chửi ít, nhưng mày làm sai tôi chửi nhiều. Thường cận thì nó sẽ khó hơn, nó khác. Thì phân biệt từ vô gián và thường cận được không? Nhưng mà tại sao cái thường cận nó lại khó hơn? Tại sao chửi con mày như chửi nhiều hơn? Đúng rồi, tại vì con nương nhờ mà tiện hơn mà vẫn làm sai, còn làm sai nữa thì đáng bị chửi. Đúng không? Phải xét nó nghĩ á, đó là phải thường cận, phải khen la hơn, phải nói chuyện nhẹ nhàng hơn chứ. Có đâu, nói gì á. Người tươi nó không đó, đó em, phân tích đi cái vấn đề đó. Nếu mà theo cái logic hợp lý như vậy. Logic thế thường. Thế thường nó lại như vậy. Nhưng mà đạo đời hay ngã phân ly. Có là càng gần gũi thì cái mức độ nó lại cao hơn.
không chứ, thì đòi hỏi cái mong muốn hoặc là cái kỳ vọng hoặc là cái những điều này cũng cao hơn nhiều so với đó, để chị làm cái điều gì người ta cảm thấy khó khăn hơn, người ta khó chịu hơn, khó ở đó. Chị chủ tôi nói là tôi bà đâu, tôi đâu có bắt đứa nào là phải bắt buộc phải dạy tiếng Mông đâu, mà dù không bắt phải dạy tiếng Mông. Khóc đi, khóc xúc động không, khóc đi. Nó sẽ thường cận. Vui quá thầy. Ai biết thường cận á thì lên tiếng. Vô dáng là rất là hợp lý. Vô dáng là hợp lý là không cần. Nhưng mà thầy có thấy à, không ngồi vô dáng mà hồi nãy cũng sợ dơ sợ chữ. Hay, có những đối tượng chỉ nên vô dáng, có những đối tượng chỉ nên là thường cận. Đúng. Nó rất là cho cháu phải học cái trường 2 cái kỹ năng thì 5 mới biết. Đó chưa được. Nên bài gì vậy? Kỹ năng truyền truyền thông gì đó. Kỹ năng đúng không? Truyền thông. Bài gì? Cái kỹ năng truyền thông. Chưa được học con ơi. Chưa thật đấy. Đây. Rất là phải xem xét kỹ là nó ở mức nào, tầm nhà mức rất nào, là nhiều điều kiện nào, đúng rồi. Đối tượng nào, điều kiện nào, ảnh hưởng qua lại ra sao. Chứ phải là muốn thường là thường. Không phải thường thường đâu, thường chết luôn á. Nhiều quá cá thể. Ờ thì dĩ nhiên rồi. Chứ rồi nó sẽ kế thừa tất cả hết, tức là dù có hết những cái của tề bà của tề bố mà thì dùng học tề năm được. Nó cao hơn nhiều. Đúng rồi, thì đó là nó hết tất cả cái gì mà thầy có thể thường cận với Lộc, nhưng mà con không thể là thường cận với thầy được. Đó, không thể nào được. Thì là thầy tốt. Chết liền. Chắc không thể nào được. Đúng rồi. Là do còn bên ngoài ba cái còn lại thầy. Chắc là đúng rồi, nó nhiều yếu tố khác. Không thường sát vô liền đâu, thường là thường tán chết rồi. Có những lúc chủ... không cần thường biết không? Ừ, ví dụ như ok con có thể thường cận với thầy nhưng con đâu có thường cận thầy con đi. Nó là khác, nó đâu có những cái duyên nó sẽ trở. Con đi thôi, con đi thôi, anh kỳ rồi. Anh kỳ rồi. Nhi kỳ cận cái gì á? Ba cái duyên này, cái mãnh lực thường cận y duyên tác động khi tương tác đến chúng ta mạnh mẽ nhất hơn cả cảnh cận y và vô gián cận y. Do sự gần gũi. Đó thường cận y phải rất cẩn thận. Học bài này rõ chưa? Mỗi người đều có đặc tính của một cái cận y duyên và khó thoát ra được cận y duyên. Chúng ta đều bị dính hết cận y duyên, chúng ta rất là khó để thoát ra nó. Sao vậy? Tại vì chúng sanh là vật hơn hữu tình, nó còn cái sự dính mắt gần gũi thân mát trên đá, còn trong tam giới là còn dính nhau. Dính nhiều duyên, cái sự nương nhờ dính duyên nữa nhỉ? Đúng rồi, nương nhờ còn liên quan tương sinh nữa, còn nghiệp và còn duyên. Đúng. Cái nương nhờ đó mình được hiểu như thế nào? Dạ, nhờ cái ví dụ nước như nhờ thì tốt lên, ví dụ như nhờ cái đó để mà mình có khi dù nhờ dù làm bất thiện, ví dụ nhờ bất thiện. Ví dụ như cũng dạy pháp bị hình nha, thôi nhưng có đứa sử dụng pháp làm chuyện bất thiện, nhưng có đứa nó sử dụng pháp nó tu tiến đắc đạo quả niết bàn giải thoát. Rồi ví dụ như hồi nãy đi, tôi vẫn thắc mắc, ví dụ như mình cứ lúc nào mình cũng nhớ mình ăn mình ngủ mình nằm mình cái kiểu mình cũng nhớ cái đối tượng đó, vậy mình đâu có nương nhờ cái đối tượng đi làm được cái gì đâu mà gọi là có nương nhờ. Mình nương nhờ cái đối tượng đó nên mình không làm chuyện khác, là mình nghĩ đối tượng đó, mình đâu có nghĩ gì khác đâu. Mình nương nhờ đối tượng đó nên mình đâu có làm chuyện khác. Đó là cảnh trưởng mình. Đúng rồi, đó là cảnh trưởng đi vô giác cận, tức là mình bám vào cái đối tượng đó. Đúng rồi, mình không có bắt đó là đề mục của mình, nhưng mà mình nương cái nhờ cái đó đó để cái tâm gì nó sinh khởi lên. Cái đó mới là cái quan trọng. Giờ có khéo tác ý hay không? Có đoạn giảm hay không? Có khởi tâm hay không? Chỉ hay không? Có hướng sự không? Và có giải thoát không? Phải hết sức cẩn thận. Nguy quá, cái pháp này nguy hiểm quá. Nguy chứ, nguy dữ quá, phải giải. Quá nguy hiểm. Đúng hay, dù đi từ cho xuống thằng nguy hiểm vậy. Sợ quá. Thằng nguy hiểm chứ, dù không biết sao. Sừng. Dù biết sao. Dính vô. Dính vô, dính vô khổ. Chúng trời sống ơi, sống trong bể khổ mà tưởng là từ lạ. Sáng tới giờ từ sáng tới giờ chết rồi. Dính gì rồi, dính gì rồi, dính gì rồi, dính tới, đúng là nó
Ừ, nó phải là tới thôi. Phan nghĩ quá. Nó phải tới thôi vậy đó. Chị đó, cái đó là nghiệp duyên đưa đẩy. Để chưa vô một ngọn đây vô học được cái điều này, chưa biết được điều này chứ không phải nhất là vô ta bụng đi vệ sinh không học được. Có, nhưng mà nghĩ thế này có gì? Có như vậy đó, chạy rồ, nhiều chuyện không tạp lắm. Phật tích đuối lắm, khổ lắm. Nhưng mà phải biết chết á. Thầy, cái cảnh cận nghi với vô ý cận nghi là con, theo con hiểu là điều đến rồi đi, điều đến rồi đi, nó khác đi. Không, thầy đâu đi. Vô dáng nó liên tục, nó liên tục không gián đoạn mà đâu đi. Tới tới luôn. Vừa tới tới luôn hả? Thì nó giống thường rồi. Không, nó tới nó mạnh. Nó tới mà nó nhẹ, thằng này mạnh. Nó tới nó ở mà nó mạnh nữa. Nghe đứa nó lợi nhà vô, thăm vô, nó chiếm nhà vô, nó ở luôn. Trời, Hiệp là đáng ghét. Thường cận chưa? Rất là thường cận. Quá thường cận. Thường vụ nhưng... qua ở ké, vậy bữa thì là vô dáng. Ừ, tức là nó vẫn nương nhờ, nhưng mà nương nhờ nhẹ nhàng. Nương nhờ nhẹ nhàng, ví dụ hồi nó ở cái nọ tối thì sáng đi rồi, đi đâu mất dịch con gió về tối ngủ cái sáng đi tiếp nữa rồi. Cái kiểu là cố định đó hả? Ừ, tức là cái này là liên tục không? Giống vậy, giống như con ở nhà ngoại, như nhà giống như là cái khách sạn. Tới ngủ đi. Đó. Vô dáng cận ý. Hồi nãy vô mới một tích đó, nó vô dáng cận ý. Rồi liên tục, không gián đoạn. Như hôm chủ nhật đó thầy có nói về tâm lý trị liệu đó, đối tượng A muốn chuyển sang đối tượng A phẩy thì cái ngưỡng, thì nếu cái đối tượng A nó vượt qua cái ngưỡng đó thì mặc nhiên họ sẽ chuyển sang cô bá mà không cần mình phải không có thể thấy chết nữa, vô dẫn dữ cái đó hoài chứ sao tôi dở cái đó ra cho vô biết trời. Thôi thì con hỏi ra rõ hơn thôi, tức là vô không có cái chuyển cái duyên với mục đích chuyển duyên, vô không chuyển duyên với mục đích chuyển duyên. Vô không chuyển duyên với mục đích chuyển duyên, mà vô chuyển duyên với mục đích tu tiến mà hoành à. Hiểu không? Vẫn chưa hiểu. Cái kiểu giống như là rõ hơn chút xíu. Vẫn chưa hiểu cái là vô luôn luôn hỏi là ồ khi nào thì nó chuyển thành cái kia. Không có. Sẽ không có đúng không? Không có khi nào nó chuyển thành cái kia. Khi vô hỏi như vậy đó thì vô mục đích rồi, vô muốn nó chuyển thành cái kia là nó đã sai rồi. Nhưng không phải mục đích là chuyển thành cái kia, mà là khi đủ điều kiện vô chuyển thành cái kia để tu tiến. Nó khác. Hiểu chứ không phải mình làm chuyện nó vì để nó chuyển thành. Ừ. Hiểu. Mà mình nương nhiều vật, mình nương dựa vào điều đó để nó được tu tiến. Chưa tôi ví dụ nè. Một ngày đẹp trời, cái tôi bóc lần này là thường tập. Tại vì thấy tới lúc phải thường tập. Vậy thì đâu phải nó vô dáng xong rồi tôi ồ vô dáng để mà nó thường cận đâu. Hiểu không? Ừ. Khác nhau xa lắm. Vậy không biết cái đó là ồ mình vô dáng ghiếp để mình là thường cận. Đâu còn đích đến thăng tiến, tu tiến có bà na mẹ nữa đâu. Là vô dính rồi, dính rồi đó. Hiểu không? Mày hiểu rồi đó, tôi biết mày hiểu rồi đó. Bạn chưa hiểu đâu. Mình làm cái điều đó, làm cái việc đó nhằm để tu tiến. Đúng. Không phải chỉ để chuyển đổi một cái này sang một trạng thái. Đúng. Chính xác. Duyên sanh duyên diệt. Duyên sanh duyên diệt nhớ. Đích đến là luôn luôn là đích đến. Duyên nó có sanh thì đâu có diệt. Nhưng mà theo như cái sự mặc nhiên vận hành là khi mà cái kia đúng, nó khởi xa lên cái này mới có đúng không? Good, thầm ma, mì và ma, sự vận hành của Pháp, sự vận hành của Pháp, chứ không phải do du. Du mà muốn cái này dục chết liền, dù muốn cái này dục chết liền. Tham á chẳng đá. Tham dục. Cẩn thận. Nó sẽ thành của Pháp mà nó là ý dẫn đầu cái Pháp là ý dẫn đầu nó đi không? Không, cái Pháp mà nó nói là ý dẫn đầu cái Pháp là ý dẫn đầu năm hai tấm. À, xong nó ý dẫn đầu cái Pháp, nó ý dẫn đầu cái Pháp. À, trong đó. Người ta tại hiểu vì đâu có hiểu làm được thì dù phải học thì mới biết được chứ. Tại vì năm hai tấm cũng là Pháp mà. Nhưng mà lỡ ta hiểu rộng ra ngoài những cái Pháp kia đó rồi sao? Không, không có cái Pháp nào ngoài năm hai tấm nữa. Cái này cũng Pháp mà. Đúng rồi, thì cái tâm nó phải do tất tạo lên, tâm tất tương động mà. Không
xanh đồng đồng nhiệt, đồng xanh đồng nhiệt, lương cao bất cảnh. Rồi cô tôi nói là cái thamát ni da má gì đó. Ở thamát ni da má chứ là các quy luật của pháp. Đúng rồi. Chứ là quy luật của pháp là quy luật của tất cả các pháp, trong đó có năm hai tánh này luôn. À, nó là một con. Là quy luật của quy luật. Thamát ni da má là quy luật của quy luật. Ví dụ tâm nó có quy luật của nó không? Có. Có tánh có quy luật của nó không? Có tánh, có những tánh gọi là tánh chung, có những tánh gọi là tánh riêng, có những tánh là thiện, có những tánh là bất thiện, đó là quy luật của nó. Ừ. Thì cái quy luật của quy luật đó gọi là thamát ni da má. Thằng ý nó làm cho cái quy luật ừ. Nên là nó không nó là con nó là con ở trong đó, hiểu rồi. Mà như thế con lấy một ví dụ nào nói cho vấn đề này, ví dụ như là nhất đồng hành con đi thì trong quá trình con quan sát thì ví dụ như Phương này thấy Phương à, bạn này đã có đầy đủ đem đủ để tu tiến rồi thì con chọn Phương để làm thường cận y, chứ không phải là con cố ý là con làm từng tự để nó đúng, trở thành cái chính xác đó, hiểu rồi đó, hiểu là vậy đó, hiểu chưa? Ừ. Hiểu trên cái ví dụ mà con mới hỏi này. Ừ, hiểu được chuyện đó. Ừ. Thôi ai còn cái gì đó thì đã một vấn đề. Không phải hỏi được, không là không được. Ừ, không chưa được. Có sẽ có hiểu lầm lắm. Ừ, phải cẩn thận. Ai còn chịu nổi thì vô làm những cái việc là mình thân cận người đó đi, mình càng thân thiết với người đó hơn đó thầy. Để cho nó thăng tiến, để tạo cái duyên dù vô dáng cần nghi, thì mình tạo cái cần nghi này nó không đúng, đúng không? Không. Dù mà thăng cận kiểu đó là dù chết. Thì đó thì nó không đúng. Là nó sai. Đúng nó sai kiểu. Nó không đúng, nhiều khi nó cũng không sai nữa. Rồi. Ví dụ tánh không tốt, mình chắc nó xấu. Ừ. Không tốt thì chắc nó xấu. Ủa? Không có tánh vô ký được con. Là bạn 13 tánh đầu tiên hả? Ừ, nó đâu có tốt đâu, xấu đâu. Ok. Cẩn thận. Cẩn thận, học pháp cẩn thận. Mọi thứ phải cẩn thận. Lúc nào có suy nghĩ thêm rồi. Cẩn thận. Có gì thôi. Tạp quá. Phức tạp chứ nhưng hiểu biết rồi. Mệt quá. Chứ như mệt tới tôi mà. Ừ. Mệt là mình không học nữa đâu, mà học mình ngu quá, mình ngu mình dính. Thôi, nó làm cho mình rất là khó chịu trong cái đầu này nè. Thôi, nó khó chịu trong cái đầu là nó có sinh ra ác tâm. Tập sân đó là khó chịu luôn. Hả? Khó chịu chị? Sao chị khó chịu? Thì có nhiều vấn đề chị không có rõ. Ngoài có nhiều vấn đề chị chưa có rõ. Chị hỏi đi cho em học hỏi. Nãy giờ chị hỏi quá trời luôn, quá trời. Học quá trời luôn. Em biết được chứ. Em đi học muốn đi ho luôn. Em nói là khi mình có vấn đề chứ em không có chú tâm vô cái giờ, đáng lẽ cái giờ đó mình phải làm cái đó, học cái đó, mà mình không thể chú tâm vô được. Mình cứ lay hoay lay hoay cái chuyện kia hoài. Cho chị đọc nhớ cái chuyện kia. Thờ, ô bánh xe giá một kia. Chụp là khó chịu. Gom lại sao đi vô phải tập, tôi nói vô phải tập cái sự buông bỏ mới được, vô không buông bỏ được là vô càng đi vô càng chết, vô đeo luôn mình chết, vô đi qua sông rồi thì chả ghe người ta giác ghe thôi chị, không chịu trả. Ừ, thì vô mỗi lần qua đò qua ghe cái giác theo giác theo chồng chắc nào không biết, như lực sĩ xung phô giác hết, không nổi núi tới một lúc rồi nó gần như chết, nghiệp bất thiện đổ sanh, thôi qua ngồi là trôi qua xả. Xả đi, cho dù nó là thiện, nó là bất thiện mà nó đã qua rồi, xả. Tới lúc nào cần nhớ thì nhớ thằng thiện thôi, bất thiện bỏ. Thôi, tập gì mà không giúp phước cái đó đó. Phước là quan trọng. Đừng bao giờ giữ, vui giữ, vui mờ. Không tin về vui ngồi, vui nhớ về những cái lần mà vui bị tổn thương, bị chửi bới, bị đe dọa, bị cái này, bị cái kia, vui cảm thấy nhói trong con tim mình một chút. Đó. Mà dù cứ giữ hoài cái trạng thái đó, sống với pháp bất thiện, liên tu bất tận, trời ơi. Thôi, em sợ lắm. Nó qua rồi mà nghiệp vẫn còn nữa. Ừ, là tại vì mình sống cái cảnh pháp. Cái đó gọi là sân không? Sống. Sân là cái sân qua đúng không? Là cái sân mà nó cái sân sau chứ không phải là cái sân trước. Nó gì? Sân chậm. Nó chậm mà. Nó chậm mà. Ừ.
cái sân sau phải là cái sân trước, cái sân trước nó đi mẹ rồi, cái sân sau cái sân hoài đó không chịu đi. Cái sân trước là cái sân thô hả? Cái sân trước là sân hoa rồi, cái sân sau nhớ hoài đó, nhớ hoài đó sân, nhớ sân, nhớ sân đó, sân sau đó sân chết đó, phải cẩn thận. Vậy đặt cái sân sau bỏ xong rồi bỏ đi, không nhớ nữa, hết rồi vậy thôi. Rồi nếu mà du tập được từ bi thị xã rồi đó, ok du nhớ lại, quán xét lại để thương cái chúng sanh đó, phải tâm tự. Người ta quỳ, người ta không học không hiểu, người ta làm những cái chuyện sai trái, làm những chuyện bất thiện như vậy, đáng thương, thương ta đi, bỏ ra được sân hận nữa. Rồi tiếp xong cái có một cái một tình yêu nào đó trong cuộc đời của du thoáng qua, lần yêu đầu đời nhớ 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 miết gì đó, bắt đầu ấy, gặp lại một cái ấn tượng, cái kỷ niệm nào đó, cái rúng động rớt nước mắt, nhớ về người yêu cũ, tình đầu là tình khó phai mà đó, rồi chết là do phai nó chém bạc. Cẩn thận để tiếp cho con cái trong mắt biết nó là cẩn thận nhớ đâu cái đời đó. Hạnh với Hà Lan cẩn thận đó, cho nghiệp sự Hà Lan luôn. Vui gì hai thằng cẩn thận nha, bây giờ vẫn đừng giữ, nhớ buông ra liền, buông đừng giữ, không gãy tâm từ giữ càng lâu nghiệp càng nặng, cứ cho nó giữ cho nó sống cái tâm nó hoài, thì bất thiện nó cứ bất thiện, nó bất thiện, bất thiện nó chồng lên, chồng lên. Nhưng mà con thấy theo cái những cái gì mà con trải qua là khi mà mình sân rồi nó đã qua rồi, sao mình thấy sân nó nữa, tại vì khi mình mặc dù bây giờ đó con mà giận ai á, dù con qua chuyện đó qua rồi mà con không muốn giận nữa thì con cũng hết hứng với con giận rồi. Không giận có hứng gì đúng rồi, tại vì không, cái đó là tại vì con chưa có một sự tổn thương nào to lớn. Yeah. Đúng rồi đó. Ví dụ tìm em phải trắng trong cái gì. Ví dụ một ngày đẹp trời con bắt gặp một tình yêu của con bắt gặp được một tình yêu to lớn, có sức to lớn của con, hỏi tất cả niềm vui, nỗi buồn và hạnh phúc của con là ở đó. Một ngày đẹp trời tình yêu to lớn của con bùm bỏ con, bỏ ra đi đó, mỗi lần nhớ lại không, nhớ lại không, nhớ lại không, trời tôi gặp cái đó không biết bao nhiêu người, không biết nhiều người, nó nhiều kinh khủng lắm, cái gì nhiều hơn lắm. Nhưng mà không, vô mà ngồi nói chuyện nha, chuyện đi rồi thấy nói rồi nha, nói mà là nước mắt thương chồng, nước mắt nước mũi nước miếng gì ta nói nghe thôi thôi, ta bất kể nam nữ gây tép bê gì đủ hết. Đúng rồi chị nữa đó, yêu đuôi lắm chứ, chết chi sống lại, sống lại bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ký ức, bao nhiêu sự tổn thương mà trở về đâm bạc. Nhưng mà với cái đó thì mình sẽ bỏ cái mặt cảnh của người ta, đúng không? Đúng rồi, người ta bắt là chuyện của người ta, còn chuyện của mình là chuyện của mình. Nhưng mà mình giúp người ta giải quyết, nhưng mà mình khỏi cái tâm hồn nghiệp như vậy thì nó có tối ưu không? Tức là sao chứ? Là mình hỏi cái chuyện buồn của người ta, mình biết cái mặt cảm nằm ở đâu, mình giúp người ta chuyển hóa cái đó. Ừ. Mình lắc nữa, cộng nghiệp người ta không hả? Mình còn hỏi... lắc nữa, con lắc người ta coi thì là người ta chóng mặt xuống. Đúng rồi, nó cũng từ từ đây là mình hỏi nên mình giúp người ta giải quyết, nhưng mà mình hỏi mình làm cho người ta khóc, người ta sân, người ta có nghiệp. Người ta sân chuyển tác. Ờ. Cho nên chuyển mệnh. Mình là người làm. Tại vì du tác ý là du làm tác sớm, du chịu. Mục đích mình hỏi là du quyết vấn đề mà. Tôi tác ý là du tôi trị liệu, nó khác. Còn trong quá trình mà nó kể thì phát sinh ra một vài tình huống kéo theo thì mình đâu có kiểm soát được. Đó là chuyện của nó thôi, chuyện của mình. Bắt đầu quay tới chuyện của mình nè, nó có những cái trường hợp khi mà du nghe, nó đã vào trong đi trị liệu nữa đó, bệnh nghề nghiệp. Có những cái trường hợp du nghe du phải khóc. Dù nghe dù không khóc luôn chị vừa. Tại vì người ta không thấy cái sự đồng cảm của mình nói vậy nè. Tôi khổ vậy mà. Tôi khổ mà cười. Sao bạn vẫn vậy? Ê, cái kiểu đi không được đó. Cái kiểu đó là người ta không cảm giác an toàn với mình đó hả? Đúng. Người ta nói họ dù khai thác thông tin. Dù làm tổn thương ta lần nữa. Đúng vậy chứ vừa. Giận đi đó. Có. Người ta nhìn nó cười vậy nè. Kể là hồi nó nhìn mình á, nó kể hồi nó nào nó nhìn mình á, cái con mình sát cái sao của mình. Tại vì cái đó là cái niềm khép kín của người ta mà, chỗ đó là chỗ ta tổn thương mà. Chỗ người ta tổn thương mà vô không kịch nghệ miếng nào hết thì vô chết.
Như thô quá. Đó, chị đó. Đó thì cái chỗ đó là cái chỗ mà tôi nói với mấy Du là Du phải tập cái gương. Để Du khóc mà nó không ảnh hưởng đến tiếng nói. Rồi tới lúc đó Du khóc mà Du nói được người ta nghe được. Khóc mà cái nói, cái nói. Rồi Du nói rồi ai nghe rồi. Tham vấn cái gì, trời ơi là trời. Mình khóc nhiều hơn con kể rồi. Còn hồi cái mình quên mẹ nó nói cái gì luôn, mình lo khóc luôn. Xong rồi khóc xong rồi lại, ê chị nãy chị nói gì nó lại, tôi nghe lần nữa. Nói khóc nữa. Nó thăm vấn lại, nó dỗ mình lại. Nó dỗ dành mình lại. Đó. Nó liền cướp với nhau hết vậy chị ơi. Vui quá, thấy vui quá. Vui gì mình ơi. Đập hồi nhớ rất vui. Đừng đi thăm vấn đi, tao muốn không chết. Quýnh nằm luôn, quýnh may trở về. Nhưng người ta kể cho mình nghe thì mặt mình kiểu như là mình buồn. Người ta sẽ hiểu là mình đồng cảm rồi, đâu cần phải khóc đâu. Tùy chuyện. Tùy chuyện. Cái chuyện nhiều phải khóc gì vậy? Tùy chuyện. Không thấy nói gì. Vậy thôi. Không ai nè, chỉ là cái tình huống này mẹ em phải khóc, tình huống kia em phải cười, đâu có. Không, tới chừng đó cái nó suy nghĩ, cái tình huống này thầy Dũng kêu khóc trời ráng ra. Mà ta kể xong rồi. Tình huống này cũng khóc. Cái tới tình huống mà ta nói bi đát, thầy Dũng dặn không được khóc trong tình huống này. Phải cười. Này chứ đó, nhớ lộn mà này chứ. Không, không biết cái vô khóc là vô sợ. Cái mình dặn nó bắt chảy ra chứ đâu có buồn nữa đúng không? Vô sân là do tâm. Đó là mình mất cá sấu. Cái sân á. Còn cái nước mắt của Du là nó là một phản xạ tự nhiên. Kiểu mình mà tự Du khác cả. Ngáp Du cũng rớt nước mắt mà. Đúng rồi. Rồi Du ngáp Du sân. Không, vậy là không canh. Nhỏ nhỏ đang kể mình ngáp cái rớt nước mắt. Ngáp rồi rớt. Anh ơi tôi kể khóc chết mà chị buồn ngủ hả? Sát liệt ta. Chỉ biết cái bậy cơ mà. Khó chứ. Đâu có dễ. Cười mà. Dễ sao thành Phật được. Khó chứ. Vì tế là học rồi chẳng hạn vô cả vì tế hay. Sao học cái em thơm quá vậy? Thôi con học để con lòi cái thô con ra. Lòi cái thô ra nó mới tế được. Là lúc trước thô mà nó ẩn trong cái tế mình không có thấy cái không phải. Lúc trước rất thô mà con không có thấy, bây giờ con tế tế con mới thấy con thô, hiểu không? Do mình tế rồi mới nhận ra cái thô của mình. Thầy thì điều chỉnh chi kiến cho con đi. Người thô mà tụi mình tế thành quá luôn. Nhờ vậy thành gì? Thành chí thô hả? Thành quá thô. Người thô nghĩ mình thô, nhờ vậy từ từ có tế. Người thô nghĩ mình tế, thiệt là quá thô. Con có nhiều con nó chết kìa. Mệt quá hả? Thôi, đừng nói nữa. Cười mà. Thôi, đó, ai không có gì tôi hỏi đi, đang nhiều cười. Nhiều quá vô nổi. Này nó khó. Con này khó xài thiệt á thầy. Khó chứ. Chứ dễ xài học Phật hơn. Học nhiều lời nhiều kiếp nó mới xài được. Dạ bây giờ mà vô học, vô nghe, vô hiểu được gì. Trời ơi, đó là phước lắm rồi đó. Chứ đứa nó không hiểu gì hết á. Thiệt, nó hỏi không hiểu, đứa nó hiểu gì hết trơn luôn á. Học như là nó học thôi, học như bò đó. Học không hiểu. Anh bảo nè. Nhưng mà xài thì chúng bong ừ, thôi, nó vậy đó. Phước người ta nhiều. Nhiều kiểu kỳ. Trời ơi, phước cũng chia ra đúng thầy. Phước nhiều mà nó sẽ khác, phước vừa vừa. Nó chia vừa. Kỳ vừa. Nghiệp dày phước ít thì lát chịu ơi. Kêu là nghe là phước. Mình biết phước ít thì ghét là phước. Mà thầy ơi. Ông Phật có biết cái bản tính phước với bản tính nghiệp không? Bản tính là sao không? Biết cái bản chia ra hả? Lúc mà chia cái người nào kiểu như là phước nhiều giữa phước 100, trời biết hết chứ. Tức là ông nhìn thấy ông biết, ông nói gì cũng đó. Thầy nhìn thì đâu có biết. Ta biết là trong cái ly của bạn còn thiếu mấy giọt, ta bỏ vô. Ừ, là đây. Vậy đó. Còn đây. Mình không biết thì mình phải thử. Đúng rồi. Mình phải tự đủ hết trơn rồi mình phải học hết rồi là vậy đó. Còn Đức Phật là có. Đâu gặp một người đâu giờ ngày ngồi đi ta giảm cho 84.000 pháp môn mà đâu có giảm xong một cái rồi đó giảm đúng cái chỗ đó đặt đúng rồi vậy mà còn mình do học loài của mắt luôn nè cái ngứa mình đâu mà gãi mình là dùng phương pháp phép mình phải tự biết mình ngứa đâu mình không biết gãi gì đó gãi hết gãi từ đầu tới chân luôn nhiều gãi vừa trúng cái chỗ ngứa xong là gãi chết tại mấy chỗ kia nhiễm trùng. Chỗ không ngứa gãi nên ngứa. Nhà đúng là làm cái dục khi mà làm việc nhớ con người có nhiều cái sự thú vị.
nhưng cũng rất là nguy hiểm, rất là mệt. Cho nên là phải học coi, nó liệt kê ngành giáo dục vô lại một trong những phân ngành nguy hiểm, rất nguy hiểm. Có nên liệt cho cái ngành đó là ngành rất nguy hiểm. Mình tâm lý nó cũng đòi liệt vô ngành nguy hiểm, trong khi đó nó mấy ngành lý á là nó chỉ gặp một lần rồi thôi. Giáo dục gặp hoài hết năm này tới năm khác, có đứa nào mà nó trị liệu là nó trị liệu 12 năm đâu, mà giáo dục dạy là 12 năm. Rồi nếu mà nó đeo theo nữa là quốc thêm 4 năm nữa, rồi nó đeo theo nữa là quốc thêm 2 năm nữa, nó đeo nó đủ thêm 4 năm nữa. Trời ơi, kinh thiên nhập địa không? Hồi tối tôi về hồi 11 giờ mấy, xong cái tôi nói chuyện với nhỏ bạn, thì có một đứa bạn nó cũng đang dạy tiếng Anh ở trên Sài Gòn á. Trời nói rồi em biết bao nhiêu mình vì cái chuyện mà đi dạy thôi mà bị stress tới nỗi mà muốn tự tử nữa, mà nói lại không à. Nói lại không biết nghe, mà giống như nãy mình nói đó, ngu cứ chắc mà cứ nghĩ là mình rất là tốt rồi, mình rất là dạy rồi, mình đi chê những cái người khác. Tôi nói giáo dục á, thấy nó nhỏ nhét từ nhỏ gì cái kiểu cái tôi nói á, phụ huynh đó với giáo viên với học sinh thì cũng biết cái chuyện đó, nhưng mà kia bỏ đâu chịu bỏ đâu, giống như cái kiểu mà ôm một thang kia bỏ chết quyết tâm không chịu bỏ, cái nói này cái kiểu mà tôi nói trong đầu trời biết nó rồi. Tôi nói là tôi đang nói nó, mà biết này nó biết tôi nói nó không. Tôi nói nhắn mày tên tao nói mày đó lắm lộc. Đã nói là những cái ca, ví dụ như những cái ca mà bị trầm cảm là bị tăng động nè, ủa thì mình đâu có trị được đâu, cái nhiệm vụ của mình là dạy thì đồng ý, mình là một nhà trị liệu thì trị cái bệnh lười của nó chứ, ví dụ đó cái kem có biết đâu. Không lẽ tôi hỏi là ủa bản thân có biết tăng động là cái quỷ gì không, biết trầm cảm là quỷ ông một ngồi đó trị, xong rồi tụm lum cái kiểu xong rồi bị stress, rồi còn nói là cái trường này nhỏ tăng động trầm cảm luôn, xong rồi cái bệnh chị hồi xong rồi cái ở trường thì tôi nói là phụ mình có quyền được đổi trường mà ai mượn cái đó dạy hoài anh chí. Trong khi đó đang dạy trường tư nữa, thì tại vì mình thấy là trong đó cái điều kiện nó tốt, nó cung cấp đủ chi phí cho mình, thì mình ở đó mình ráng chịu chứ sao, mình chịu la mà không có chịu thay đổi. Mà bây giờ nếu mà anh nói là làm giáo dục rất là khỏe hay làm giáo dục tạm bợ, ai mới làm giáo dục mà khỏe đây, người đó làm giáo dục bất chánh. Còn giáo dục chân chánh là rất mệt và rất cực, là cực chứ đâu phải đơn giản đâu. Nhưng mà khi mà người ta nói cái mệt cái cực đó, mình cũng phải xem lại là ta mệt chỉ vấn đề gì nữa đó. Rồi cực chỉ vấn đề gì, ví dụ như giáo viên thì ai cũng than là giải rất là mệt, rất là cực, không có sướng hết gì đâu, không có thể nào mà bỏ học sinh được cái kiểu mà họ cực là gì, họ cực nhồi sọ nó khác. Còn mình cực chi, mình cực chi liều, cực chi liều nó lại khác. Nghe hát rồi nó không nên nói, hát rồi còn gán nói nè, bao nhiêu ngồi chỗ này cũng đi họ nghe nói, nghe không gán nói, nó gọi là cực cố gắng. Thôi em ơi, thôi hai người cứ cố gắng kiếm ai ra được. Đúng rồi, sao kiếm được hàng tỷ người chứ, đất này có ơn á, làm như có hai chút vậy. Của mình thầy, có những người có trên thế đất này có người nào mà họ giống nhau có không, để đôi cùng chứng, đôi cùng chứng không phải cũng rồi. ngoài xin đôi cùng chứng ra. Phẫu thuật thẩm mỹ trong cái MV mới của Hương Giang con vậy đó, phẫu thuật thẩm mỹ. Rồi gì hỏi không, không nghĩ làm bao nhiêu đó đi. Ok mời mình về xuống cái thư viện đi, mình nằm mệt quá mà. Ủa anh ơi cho phải với chưa làm sao khôi á, hãy chủ động để nó